luôn tắm. Tết ơi. Mưa rợ. Wow, đã. Quá đã đi. Bắt rượt. Tuyệt vời luôn. Hơn cả sữa châu Âu nữa. Đã quá. Yeah. Welcome. Welcome to Diễn Cổ Doan. Bát rưỡi. Bát hơn cả bên nhà nữa. Bới được luôn. Diễn mà bới được luôn này. Đây là cá chép vượt vũ môn này. Bơi qua được đây là hóa rồng luôn, cá chép hóa rồng. Vượt vũ môn hóa rồng. Ô đã. Nhất, nhất xỉu. Nhất xỉu. À. Dường cổ ngàn năm. Chỉ có ở Quảng Trị. Mùa hè mát, mùa đông ấm. Đây là di tích quốc gia. Ở Do An không những có một diễn cổ như thế này mà có tới khoảng 6 cái được công nhận là di tích quốc gia. Đây là tài sản vô giá. Xin mời quý vị cùng đến tắm và xem và thưởng thức cùng chúng tôi. Quảng Trị quê miền. Yeah. Xin chào và cảm ơn, hẹn gặp lại. Thank you. Được rồi. Được rồi. Rồi, cảm ơn. Wow, quá là đá. Anh có làm YouTube đấy chứ? Đó, anh sáng tạo có kiếm tiền rồi. À, được thì em cũng làm YouTube đó. À. Rồi là em cũng học thiết kế. À, rồi. Kết hợp làm cho vui. Dạ em. À. Kênh anh là kênh gì à? Kênh của anh là Dương Đình Hữu. À, hay gì? Hay gì thế anh nói. Em còn nghi. À, nghi phải. Dạ. Cảm ơn nhiều nha.